Dạ, em xin mến chào tất cả các bác yêu mến hoa lan trên toàn quốc ạ. Để hôm nay thì em gái lên chia sẻ với các bác là đai trâu và hoàng nhạn. Thì do không có thời gian chăm sóc ý, nên hôm nay thì mai lên là thanh lý giá rất là rẻ. Các bác nhà mình về treo Tết ngắm hoa nhé. Đấy, chậu đai trâu thuần hai cây rất là to này. Các bác nhìn nó sang người em này. Đấy, trâu rừng các bác nhà mình nhé. Chậu này là trâu rừng. Đó, rất là đẹp như thế này. Chậu hai cây các bác như mình nhá, chậu hai cây đang lên rất là đẹp này, các bác về treo đâu cũng được, nó thuần rồi mà. Anh Thanh Mai là đang treo nó ăn nắng ăn mưa này. Đấy, nhìn lá nó rất là sáng các bác như mình nhá. Đây ạ, chậu này em gái chia sẻ với các bác là 350 nhá, chậu trâu hai cây to này 350 ạ. Các bác lên giúp em là mã số 50, 50 là 350, số 51 các bác như mình nhá, 51 cái trâu rừng to các bác này. Cây dâu trâu rừng to mai lên là 180 nhá. 180 mã số 51 ạ. Cây này đóng thùng ngại lắm các bác nhà mình ạ, vì sải ngang của nó rộng á. Mã số 52 các bác nhé, chậu hoàng nhạn hai cây. Ấy xổ số các bác nhà mình nhá. Xổ số đẹp lắm này, dáng giá dáng lá úp thìa các bác này. Đây ạ, cây thuần các bác về cứ thế treo nhá, rất là cao này. 52 em gái để các bác là 250 thôi. 52 250 các bác nhé, chậu hai cây rất là đẹp như này. 3 lá mít đẹp các bác như mình nhá. 53 chậu 3 cây. Em gái lên là 290 các bác nhá. 53 là 290 ạ, 290k. Chậu lá mít rất là đẹp các bác này, 54 này. Đó, chậu này anh Mai lên là 390 các bác nhá. 54 là 390 ạ. Ba ngọn to lá mít nha. Không biết là phải nhận tháng 8 không này các bác này. 55 này, cây rất là cao này, chưa hoa nhá. Đây ạ, vừa rồi thì cây này nó cho hoa. 5 em gái để các bác là 250, 55. 6 một chậu tác phẩm các bác như mình nhá. 56 một chậu lá mít tác phẩm nhạn tháng 4 ạ. 56 chậu 1 2 3 4 5 ngọn. 5 ngọn các bác nhớ rất là đẹp này. Đấy, chậu này thuần ăn nắng ăn mưa đẹp không các bác này. Nhưng mà hơi cớm lá một tí nên lá nó hơi dài này. Hơi cớm nắng nhá. Chỗ này nó hơi cớm nắng treo ở cái đoạn này. 56 em để các bác giá là 750 nhá. 750 cho chậu to này, 56 là 750. Số 57 cái này là quế trắng nhá, được 3 ngọn. 57 là quế trắng. Em lên là 180 nhá. À 150 ạ, 57 là 150. 58. 58 hoàng nhạn tháng 4 các nhá. 58 em gái lên là 250 nhá, 250. Cái còn một chậu trâu đỏ này, 59 nhá. Trâu đỏ 59 các bác này, chậu gỗ này. Đấy, 59 em gái lên là 350 nhá. 59 là 350. Hết rồi đấy các bác như mình ạ. Các bác vào mua hàng của Lan Thanh Mai. Số điện thoại là 0372 094 187. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.